bình thường, ngay cả khi nó có thể đến đến 100. Trong trường hợp nào thì công tố viên cũng sẽ là người đưa ra quyết định. Trưởng làng có quyền lực rất cao trong gia đình cậu bé. Nếu không có sự đồng ý của ông ấy, chúng tôi không thể bắt được ba tên tội phạm đó. Tôi khuyên nên làm theo mong muốn của ông ấy. Trong trường hợp đó tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh cũng là người như chúng tôi. Trong người anh có dòng máu Thu Giang. Anh là người tốt. Đức mẹ Đồng Trung sẽ mang đến may mắn cho anh. Cảm ơn ông. Cả cô nữa. Cảm ơn. Trong khi chờ đợi quyết định.